Cứ 2 đến 3 tháng là mình lại trở lại cái quán Dùm Dùm Thái để thưởng thức cái món Thái chuẩn vị ở đây. Ngoài những cái điều tuyệt vời như là không gian chỉnh chu ở quán và cách gọi món bằng iPad hiện đại, quán luôn dành cho các thực khách sự phục vụ nhiệt tình, đặc biệt là cái món ở đây ngon và hợp vị. Và lần nào mình quay trở lại quán đều cho mình cái cảm giác quán đã luôn tiến bộ vượt bậc và luôn có sự phục vụ mới mẻ dành cho thực khách. Điển hình là tiết mục múa Thái và chương trình này được diễn ra cố định mỗi tháng một lần. Thật sự là rất khác, thật sự là bước tiến nhảy bọt so với em 2 tháng trước đây, so với em 3 tháng trước đây, vì vậy chắc chắn rằng cái món ăn ở đây phù hợp với đa số các khẩu vị của nhiều người vì cách chế biến đa dạng và biến tấu phù hợp. Và mình thực sự ấn tượng với món cà ri đỏ gà nướng ở quán. Ngoài cái màu cà ri cực kỳ bắt mắt, thịt gà trong món này rất là mềm và thấm vị cà ri rất là rõ. Trong cà ri còn có một loại trái cây là trái vải, ăn rất lạ miệng và mình rất là thích cái món này. Thêm vào đó là món cơm cà ri xanh cũng là món mà mình đánh giá cao, không chỉ vì hạt cơm có màu xanh rất là thu hút mà bởi vì hạt cơm không quá khô và ăn kèm với thịt gà rất là bắt vị. Ngoài ra gia đình mình cũng rất là ưng cái món cá chẽm hấp ở đây nha. Cá được lóc thịt sẵn chấm cùng với cái nước chấm đặc biệt của quán và thịt cá rất ngon và chắc thịt. Món này cực kỳ phù hợp với những người lớn tuổi. Và còn có rất nhiều món ngon và chuẩn vị Thái mà mình không thể giới thiệu hết được trong video, nhưng đảm bảo rằng món nào cũng rất đặc trưng và phù hợp với đa số khẩu vị của mọi người. Đến ngay Dùm Dùm Thái để thưởng thức cái món ăn ngon và trải nghiệm những thú vị mà quán mang lại, và nhớ gọi trước cho quán nếu bạn có định đặt tiệc vì quán sẽ miễn phí trang trí luôn đó. Địa chỉ thì mình đã để trên video rồi, lưu ngay lại và đến trải nghiệm liền đi nha.